Hai anh em, tôi là Duy, Ưng Đình Duy, chủ của sườn gỗ Ưng Gia. Thì hôm nay tôi sẽ quay cho anh em xem một cái nhà gỗ khác mà bên anh chúng tôi đang thi công. Thì hiện tại chưa thi công xong nhưng mà gia chủ họ đã vào ở rồi. Thì chúng tôi sẽ hoàn thiện những chi tiết khác và lắp đặt sau, cũng dễ thôi. Nó cũng là cột kèo rồi dầm rồi mấy cái mồng để mình ở ngoài tôi gọi là mấy cái mồng để mình hàn vô thôi, mình gắn vô thôi, tức thì mình sẽ gỡ đi di chuyển sang nơi khác. Đấy, anh em cùng xem nhé. Đây là một căn nhà gỗ 5 gian của anh Khanh ở Nam Định. Ngoài bên đây thì còn có một cái gian nhà gỗ 3 gian của anh ở bên đây nữa. Đấy, thì hôm nay tôi chỉ tập trung vào 5 gian nhà gỗ này đi, vì những cái gian kia thì cũng nhỏ hơn, chi tiết cũng vậy, chi tiết cũng giống như gian năm nhà gỗ, như cái nhà gỗ 5 gian này thôi, nhưng mà đấy, những cái căn nhà gỗ đây đều thực hiện hoàn toàn bằng gỗ cẩm, cẩm Nam Phi, từ cột kèo đấy cho những cái họa tiết đục nổi tay ở bên trong. Đấy, anh em xem giùm mình. Đấy, có trẻ nhỏ nên hơi bừa bộn xíu nha anh em. Cẩm Nam Phi cũng rất là đẹp đấy, không phải là gỗ, không phải, đấy, vân vèo của nó rất là đẹp. Đấy, đây cây Bắc Kỳ, một cây khác chẳng hạn. Đấy, đây không phải dòng nước luôn nha, cái vân gỗ, cái thớ gỗ nó vậy đó. Đấy, gỗ cẩm quá đẹp phải không anh em? Tất cả đều được xử lý mối mọt hết rồi, cũng không lo mối mọt đâu, vì tinh lõi, chúng tôi sử dụng tinh lõi để thực hiện chứ không phải là giác. Đấy, tất cả đều được đục hoàn toàn bằng tay, 100% bằng tay. Thậm chí cái chi tiết đây anh em xem cũng là bằng tay. Đấy, chi tiết đó cũng là bằng tay. Nhìn ngon lành không anh em? Đây, đây những chi tiết mà chúng tôi chưa thể hoàn thành kịp cho gia chủ, vì vài lý do nên anh chủ vẫn phải ảnh dọn về nhà sớm để về nhà lấy ngày chẳng hạn. Đấy, tất cả đều là đục bằng tay. Anh chủ đây khác với anh em xíu là anh chơi mái tôn chứ không phải mái ngói giống như một vài anh em khác, thì tùy gia chủ thôi. Đấy, bộ cửa nhà tất cả đều bằng tay, không một chi tiết tiết CNC dạo này. Chưa hoàn thiện nên chúng tôi chưa sơn BU hoàn thiện cho
อันคันmới chỉ là nước phun lót thôi chứ chưa phải bêu hoàn thiện đấy, cảm ơn anh em có lựa chọn đàng hoàng nha, chứ không phải cây cắm nào cũng được đưa lên đây cũng được gắn vào ngôi nhà này. Chúng ta vào bên trong nè, anh chị còn đang lấy cái bàn cũ để làm việc. Bên này tối quá thì không xem được. Đấy, chi tiết cũng giống như bên ngoài cũng hoàn toàn đều được đục tay. Đây bàn thờ, đấy đều được ốp bằng riêng, được ốp bằng cổ cắm hoàn toàn. Xin nhắc lại là chúng tôi chưa bàn giao ngôi nhà đây nha anh em, do anh chủ anh vào để anh lấy ngay và anh ở luôn đấy. Anh Khanh ở Nam Định. Trong đây hoàn toàn mát so với ở bên ngoài đấy, bộ tư quý cũng đều được đục bằng tay, mọi thứ đều là giá trị cả. Cửa bên kia là ba gian khác nhau, ba gian khác cho nên tạm thời tới đây thôi. Đấy. Phần chưa hoàn thiện nhưng mà về quy mô thì năm gian này khá là lớn, rộng rãi và thoải mái. Đấy, chỗ đây là bức vinh quy bái tổ mà chúng tôi chưa kịp lắp cho gia chủ. Kinh bông hai mặt trước và mặt sau luôn. Tạm thời nó chưa hoàn thiện nhiều cho nên cũng không có nhiều chi tiết để chia sẻ với anh em, để sau cho anh xem, anh em xem thì tạm thời mình sẽ chia sẻ như vậy thôi nhé. Có gì anh em thông cảm, còn những cái video khác, những cái video mình mà mình đã hoàn thiện cái ngôi nhà rồi đó. Đấy. Anh chủ đây khác với mọi người là anh chơi tôn, mãi tôn cũng độc đáo thôi. Nhà mình làm gì mình làm chứ. Không phải là do anh hết gỗ đâu nha anh em, cực kỳ nhiều gỗ, cực kỳ có điều kiện để làm. Tôi đứng trên hai đống sập
hai tấm sập quán luôn chứ không phải là một rồi. Đấy, bên này còn hai tấm mình cho con ảnh đây. Đấy, do người ta thích vậy thôi. Nhìn có cái kiểu gì đó nó rất là hoài cổ đúng không? Cây cau rồi bầu trời xanh như vậy, cây cảnh. Hy vọng tôi sẽ hoàn thiện sớm để giao cho anh để ảnh để lấy được tiền của anh vậy thôi. Vậy nha anh em xem hình ảnh chi tiết sẽ rõ hơn. Cảm ơn anh em. Tạm biệt.